Hello anh em, chào mừng anh em đến với video tiếp theo trên kênh Dốc Cửa của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ vào trận đấu của Sibo anh em ạ. Sibo thì nó là một cái bộ môn mới ở bên con số 8. Khá là nhiều anh em đợt này nó thích đánh ở bên Sibo này. Căn bản là đánh Sibo ấy thì là nó lại có hai cái là một nút anh em sẽ vào nhiều cửa được. Đấy. Một nút thì là anh em sẽ vào nhiều tay được nhá. Có thể là vừa vào tài xỉu vừa vào chẵn này chẳng hạn này đúng không? Một nút bắt nhiều cửa thì tay nọ bù tay kia, đôi khi là có thể bắt bắt số điểm từ 4 đến 17 và bắt bắt số điểm nhé và bắt bắt ra single anh em ạ. Để xem qua một chút đi, vẫn là nên check qua lịch sử cầu để anh em bắt cho hiệu quả hơn. Đang xu hướng là bệt xỉu này anh em này, một nẻ hai nẻ này, một chẵn này nẻ chẵn này, thì con này còn mình bắt chẵn hay bắt xỉu nhá. Ok, thế này vào luôn, nó quả là xỉu 5 này. Đấy, xỉu 5 em bắt chẵn luôn anh em ạ. Ok, quên không bấm đây, không kịp rồi. Ui dồi ôi, còn về tài 14, phải bắt chẵn là ngon rồi anh em. Khoái đệ bắt chẵn là bú đẹp rồi anh em ạ. Nãy ra thì cũng vừa chiến đấu tài xỉu xong anh em. Đấy, anh em xem này, nãy bên đánh bên đồng xanh phải không? Nãy hốc bên đồng xanh được một phiên dây đều anh em ạ. Tầm giờ đang đánh ở bên con đổi gió Sibo thôi. Đã chủ yếu cái bộ môn là tôi yêu thích ý, thì nó vẫn cứ là tài xỉu thôi anh em. Đấy. Chân ái thì vẫn gọi là bên đâu về dài thì mình vẫn chân ái tài xỉu, nhưng có điều là lâu thì đổi gió một tí. Tầm 14 này. Con này về xỉu luôn anh em nha. Không kịp rồi. Vẫn vào kịp 1m5 này anh em ơi. Vẫn tài 4 tiếp anh em kìa. Này đánh cái này thì đôi khi là anh em có thể nuôi cầu nhá. Kép 14 thì trước đó của nó đang là một con cầu đơn thì khả năng cao là cái này về xỉu đét luôn, nó xỉu anh em này. Ok, cái này xỉu đẹp nhá. Chết rồi, tay mình bắt bắt cái đéo, mình bắt nẻ rồi anh em ạ. Chết rồi, thôi tay mình bắt xỉu với bắt nẻ rồi anh em. Phải vào vội quá, vào 10 đi, vào 10, 12 anh em, cho tròn lúa đi. 10 xỉu rồi, chuẩn anh em, 10 xỉu chẵn anh em ạ. Tiếc quá, quả tôi đang bị bắt con chẵn anh em, ra 3 chẵn đấy mà, kiểu gì nó cũng ra một chẵn nữa. Con này khả năng cao là xỉu 10 à. Xỉu 10 dễ là hồi dễ bệt xỉu lắm. Xỉu 10 thì khả năng cao sẽ bệt một tay xỉu lửa đây. Đóng tiếp một tay xỉu nha. Đây bệt nẻ tiếp này. À bệt chẵn chứ anh em, quên. Thì quên nha bạn. Má cái con kia mình bấm nhầm vào, không thì mình ăn hai cái mang này đẹp đẹp luôn rồi anh em. Đánh cái này để ý mà mấy anh em chơi trong giày đúa phết. Vẫn chuẩn cho anh em này, vừa xỉu vừa chặn nhá, vũ đủ cho anh em. Lúa lại về anh em nhá, ăn hai mang rồi anh em ạ, đẳng cấp luôn. Đấy, nó phải thế đúng không? Bệt xỉu kép 10 này, kép 14 kép 10 này, hai kép thì còn hồi về tài này, hai con kép anh em mà phang mạnh này tài 6M đi. Đây khả năng một con nẻ anh em nhá, hoặc là bệt xỉu bệt chặn tiếp, vẫn ưu tiên bệt chặn. Tay mày mình kết chẵn rồi anh em ạ. Kết vào tay chẵn 10 rồi nha. Đấy. Cho nó tròn lúa anh em. Này chẵn có thể một con chẵn 12 anh em, không kịp rồi. Chẵn 12 này. Xỉu 7 rồi. Vừa xỉu vừa lẻ anh em ạ. Quả biết bắt chặt đầu hơn nhỉ. Bắt tải, bắt chẵn thì chả, bắt ăn. À đúng quả chuỗi 1 2 3. Con này vẫn được một mã văn tài tiếp này. Cái này nó bấm mỗi lần được vào được con 5 nít hay lâu. 10 tài bắt con cầu đi đi. Cái nên tay tài 11. Có 3 nhá. Có xí 3 này. Xỉu 10 tiếp rồi. Đâu 3 anh em ạ.
không quân ba Lào. Cái okay, đổi đổi gió sang chiến đấu của Xí Ngầu một tí nhỉ. Vẫn mất 3 này. 1 nhân 7 cơ mà anh em. 1 nhân 7 cơ mà anh em cứ tự tin phang ra tài đi. Đấy. 1 nhân 7 đây kháng cao dễ dễ có 4 5 6. Cái dễ dễ điểm cao lắm. Kép 10 thì thường thường là điểm đa số nó sẽ nhân cao anh em nhé. Bắt ra Xí Ngầu hay bắt điểm nhân cao hơn có 6 không? Hình như là không có 6 anh em ạ. Mình nếu 6 mình có mỗi mỗi 3 5. Đã bắt 6 thì anh em kìa. Này bệt thế. Trước đó của nó đang là một con cầu kép con này về xỉu lửa anh em này. Này ôm xỉu rồi anh em. Trước đó của nó đang là con kép con này à. Con này thì nó sẽ về một tay con là bệt xỉu lặng anh em ạ. Bệt xỉu lặng luôn con này chả con hồi con tài đâu con này chỉ về 2-3 thôi. Ok rồi đấy, ok rồi đấy, có mấy có 3 anh em ạ. Úi rồi có 3 anh em nhá, 3-4 nhỉ anh em kìa. Ra 2-3 là ngon rồi anh em. Bắt Xí Ngầu đơn ở đây thì anh em có thể là 1 nhân 2 rồi nó chả khác gì tài xỉu. Bắt con 4 đi. Tay để bắt bắt một Xí Ngầu rồi. Bắt hai Xí Ngầu thì để ăn khó cao quá. Ok, làm nốt phiên này nữa sang xem nào. Gãy gãy tiếp thì đổi gió sang tài xỉu anh em. Đánh này nhiều khi là nó lại sẽ có nhiều cửa như thế đâm ra chơi đôi lúc là anh em sẽ hơi bị phân tâm. Mình không tập trung vào một cái được. Có 3 không? Có 3 mà không có 4 anh em. Trời ơi. Mẹ đúng là đời bạc mãi đái đây anh em ạ. Rồi để xem tài xỉu nào nào. Vỡ mồm luôn rồi anh em ạ. Tầm này đang hơi nghịch nhỉ. Đang hơi cực. Con này bị tài rồi nhá. Một nít đi anh em, đóng một nít quả này luôn nhá. Sang tay luôn rồi con này. Mà cuối mình xem con này đánh to bịp không nhá. Bịp không nhá. Vãi đái thật, gãy thật anh em ạ. Hơi khó nhá. Ok chắc là tạm thời nghỉ chút anh em ơi. Tí nữa cài cục tiếp thôi. Tầm này vào thì thấy cầu phải hơi khó để ăn anh em. Xuống cầu khó đánh quá. Ok mình tạm nghỉ một lúc nhá. Chào tất cả anh em.